Mời anh chị em cùng cầu nguyện. Buổi cầu nguyện có chủ đề Lời cầu nguyện của mùa Giáng sinh. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa là ánh sáng trần gian, xin tuôn đổ ánh sáng thần linh vào tâm hồn chúng con, để Người hướng dẫn chúng con trong mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi điều chúng con suy tưởng. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Tuôn đổ trong chúng con ánh sáng thần linh Chúa, và nhờ Người hướng dẫn, chúng con sẽ hiểu rằng thủ đô tráng lệ như Jerusalem không sánh nổi Bethlehem quê mùa hẻo lánh. Cung điện lộng lẫy như đền vua Herode không sánh nổi một máng cỏ của cầm thú. Quyền lực lớn lao như vương quyền Herode không bằng sự tầm thường của một đồng chăn thú. Trí thức, sự hiểu biết của giáo trưởng và luật sĩ vẫn kém một ánh sao chẳng biết suy nghĩ, chẳng nói thành lời. Jerusalem và cả đất Juda không xa lạ gì với Bethlehem, vẫn không gần gũi bằng tâm hồn khiêm cung của các đạo sĩ phương Đông. Lạy Chúa Giêsu, trong mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, Chúa đã làm đảo ngược mọi trật tự mà loài người xây dựng. Chúa vẫn làm đảo ngược mọi trật tự ấy, nên những gì là lộng lẫy, sang giàu, mạnh mẽ lại không có chỗ chứa đựng Đức Chúa đứng được tuyên xưng là vua các vua và là Chúa các Chúa, còn hơn thế là vua vũ trụ. Nhưng chỉ cần một hang đá khiêm cung lại có thể chứa đựng đấng quyền năng vô biên ấy. Vì thế mà hang đá trở thành cung điện, còn cung điện chỉ là một thứ hang đá nghèo. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa là ánh sáng trần gian, xin tuôn đổ ánh sáng thần linh vào tâm hồn chúng con, để khi hân hoan mừng mầu nhiệm nhập thể, chúng con biết xây dựng lòng mình thành hang đá Bethlehem đơn sơ bé nhỏ, không tiếng tăm, không quyền lực, biết xa tránh mọi cám dỗ thấp hèn để được Chúa yêu thích ngự vào. Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể, chúng con nhận ra niềm vui mừng lớn lao cho những tâm hồn khiêm nhu, nghèo khó, vì chính trong sự hèn hạ ấy mà chúng con có Chúa, mà chúng con được Chúa yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, ban ánh sáng thần linh của Chúa, để nhờ Người, khi chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, chúng con hiểu được mọi ý nghĩa của sự giàu trong cái nghèo và sự nghèo trong cái giàu sang trần thế. Amen.